Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em tất cả các gift code dành cho tân thủ của game Hỏa Chiến Anh Hùng mới nhất và còn sử dụng được. Gift code thứ nhất như sau: 9 Z L Y 0 C Y N 0 8. Gift code thứ hai như sau: F N Y G N 8 S Q Y 2. Gift code thứ ba như sau: T 4 6 H M 2 0 Q 0 8. Gift code thứ tư như sau: T 2 G Q X 5 G O S 2. Gift code thứ 5 như sau: V 2 1 D O Y D 0 Y 0 C E 1. Gift code thứ 6 như sau: H C A H T A N T H U V I P 1. Gift code thứ 7 như sau: H C A H T A N T H U V I P 2. Gift code thứ 8 như sau: H C A H T A N T H U V I B 3. Gift code thứ 9 như sau: H C A H T A N T H U V I B 4. Gift code thứ 10 như sau: V Q U J Q T L I Q E S. Gift code thứ 11 như sau: H C 2 6 L I Q E S T G E A M. Gift code thứ 12 như sau: L I Q E C H I I O S T G E A M. Gift code thứ 13 như sau: H C A H K I S A M E 001. Gift code thứ 14 như sau: L S T G E A M 1000 V I E W S. Ok, bây giờ mình sẽ vào game để nhận quà, để xem các phần quà sẽ là những gì nhé. Đây là có 1000 view, sẽ được Du Ninja Cam, sách kỹ năng ngẫu nhiên, phiếu bạc, quà đang ra ngẫu nhiên. Gift code đặc biệt 1 sẽ gồm tinh thạch triệu hồi, Toshigaki Kisama,
đang hụt tấn ảnh là đang và đưa tớp quỷ hú Niki bao gồm thẻ Chigo, sách kỹ năng ngẫu nhiên, phiếu quạt và đang tâm vật ngẫu nhiên. Thì các phần quà còn lại là các gift code cũ còn sử dụng được, mình sẽ tổng hợp lại thì các phần quà vẫn sẽ như cũ, không có gì mới hết các bạn. Ok, như vậy là đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.